nay công ty Mát xin giới thiệu một công nghệ sấy gỗ mới. Hôm trước là chúng tôi đã giới thiệu công nghệ sấy gỗ là máy chân không. Hôm nay chúng ta tiếp tục giới thiệu công nghệ sấy gỗ chân không kết hợp với vi sóng. Đầu tiên thì giai đoạn chọn gỗ thì mẫu tết chúng tôi chọn là nó phải thẳng, nó thẳng và ít nứt. Thì sau khi sấy sản phẩm nó ra thì chúng tôi sẽ biết được là gỗ nó có cong hay không và nó nứt như thế nào để đánh giá cái hiệu quả sấy. Rồi bước tiếp theo thì bên mình sẽ đánh giá lại căng nặng, rồi các cái vị trí nứt như thế nào, sau đó là đưa vào lò. Đây là quy trình đánh dấu cân và đo độ ẩm. Sau khi đo đạc và cân gỗ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho vào lò xay. Khởi động các kỹ thuật chúng tôi đã bắt đầu cho xây. Bây giờ họ đang bắt đầu đo điện, quy trình xây gỗ bằng công nghệ vi sóng xây trong môi trường chân không. Không thể nào ra được, tại vì giờ nó đã hút chân không rồi. Nó không thể nào ghi ra được. Thích rất chặt. Chúng ta sẽ đợi xem kết quả ở video tiếp theo. Mình
quả sau khi sấy. Rồi chúng ta sẽ tách được bao nhiêu phần trăm nước và trọng lượng của gỗ. Ok, video đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nhớ đăng ký kênh để theo dõi nhiều video thú vị hơn về công nghệ sấy.